Cứ thiệt tôi không biết tưởng tượng là mà nói cháu nữa chứ. Mà con cũng còn chờ đợi nó không biết nhiều lần chứ. Mà nói không cái gì à. Cứ thiệt gặp đó, con gà con vịt gì nói thẳng đó, đi. Rồi dặn đi, bây giờ nó mất một con, hai con nó cũng phải đi kiếm. Này nó không có hờ hớn gì hết trơn. Có mấy thằng đi làm mà bán tiền quá trời. Tính là một ngày tiền việc hay đổ ra tiền việc là một ngày không 4 triệu bạc đi làm ở bến. Hai vợ chồng làm một năm trời là mấy tiếng bạc. Chưa. Giờ sáng. Nãy con đi đâu vậy? Nói ngoại nghe. Thì bữa nào cũng giờ sáng anh đẩy không đẩy thì tôi đẩy đi dài vậy trời. Đi chập. Hôm đó chập. Hồi 42 cái vô gì năm gì tư rồi có vô nữa mà rút cuộc thì tìm không gặp thôi trở về gì hai đó nữa. Nghe nói trong điện thoại cho tôi chụp hình tôi gửi bạn đừng xin chiếc xe lăn cho nó nè, đừng tới tháng 8 tháng 9 này vô học, đừng cho đẩy cho nó đi học. Anh cho mà xin cái số điện thoại anh đi. Tôi hồi nào giờ đó không có xài điện thoại, cái để nữa là xin điện thoại số bả. Có điện thoại không anh số? Có mà nó đi biển nó như thằng em nó thằng anh đó. 4 năm tháng đi. Giỏi. Ông nội. Ông nội xích vô ngoại xíu. Năm nay thấy phát tướng đồng quái phải già thịt hơn rồi nói biển, biển mới vô á. Đỡ không anh? Đỡ. Mới vô mấy bữa đó rồi là có mấy em này nè, rồi mấy điện thoại cho mấy em này nó chừng nào có đi á cho đi, không thôi chỉ đường đi cho biết. Dạ. Chỉ đường ngoại biết sao? Cái đường này không biết cách chỉ luôn. Dạ. Đúng rồi, mấy em đi cộng mấy em còn đặng. Không, ông ngoại biết cái đường mà chỗ cái cầu á, dốc cầu đi xuống hồi nãy đó là ông ngoại biết. Dạ, ông ngoại mà... biết cái chỗ nhà đó là được mấy cái mã hay đó nữa. Nhưng mà dọc đường thì nó trẻ nhiều nhánh quá mình không biết đường. Giờ cái này tôi không biết tôi không. Ồ, mấy chú cảm ơn em. Dạ. Phan mày để nè, con để đây nè, con nhắc cái ghế qua để nè, để chỗ đó nó. Thôi để lại đi. Để đây ngoại. Để ngoại. Tại điều này có khách mà không sao đâu. Chưa qua nổ qua xong rồi. Vậy. Bả hả? Sống như thế nào và cái cuộc sống là ra sao á ngoại? Con hy vọng rằng ngày hôm nay nè, mấy ông cháu mình gặp được nhau á thì có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cùng với mấy anh em con được biết luôn ạ. Do mẹ nó cũng khổ nhưng mà đi thì không không dám đi vì chồng ghen á. Rồi quánh đập đó bây giờ nó cũng hơi tẩn tẩn luôn. Là có chồng mới hay gì? Chồng mới. Có nghĩa là sau cái ngày mà cha của cháu ẩm cháu về gửi cho ông nội nuôi thì lúc đó là cô vợ là bắt đầu là chuẩn bị là có chồng mới chưa cũng hai năm mấy ba năm rồi nó mới có chồng. Hai năm mấy ba năm sau là có chồng. Đừng đó. Rồi không có biết là liên lạc, là bây giờ nó mất cái liên lạc luôn. Sau này mới có liên lạc đây à, chừng cỡ năm ngoài này á. Nhưng mà ông ngoại cho con hỏi thăm nè, cái ngày hôm nay á ông ngoại đi xuống đây thăm cháu mình nè, là người mẹ của cháu có biết không ông ngoại? Không. Không biết. Hồi nãy có liên lạc, hồi nãy là hỏi coi liên lạc là coi số đó, là không biết là số điện của nó hay là hoặc của chồng nó hay gì đó. Rồi mình điện cái nhầm khi điện. Tôi không dám bắt máy. Chồng nó thì tao điện, miễn thằng đó nó bắt máy lên thì tuần này tôi bà bỏ à. Không có điện. Không có ưa đó. Nó hồi nó vô côn lắm. Có nghĩa là rồi, không có này bước lầm một bước thôi ngoại ha. Dạ. Dạ ông ngoại cho hỏi có đâu không ngoại? Là chị bây giờ hiện giờ ở đâu không ạ? Ở mà Cầu Dừa á. Là gần đây không ngoại? Gần. Ở đường công cái lớn đường Guồng á biết không? Đường Guồng mà cái máy lớn á. Dạ. Đi ra một chút rồi tới Cầu Dừa. Sát bên đây mà ông là thăm bé. Nhà hồng đó chắc hàng chồng cũng cho đi không về sợ gây ăn hen. Ngoài cho con hỏi thì ngoài biết là ở đây đừng con của ngoại á, đừng có ông ngoại kìa, cũng ông ngoại đúng kìa. Hay hồi bao lâu mấy năm mới hay hồi năm rồi á, hồi năm rồi hồi đầu Tết á, hồi Tết hồi bữa mùng hai Tết á, là bữa mùng hai Tết á có chạy vô đây thăm ngoại. Ai cho hay mẹ đẻ nó cái gì đó, đừng để băng đèn sáng ngủ quay phim cho hay. Rồi nói là nhỉ vậy đó, rồi có đi thăm không, thôi bố mùng hai này thôi cha con mình đi thăm cháu Vĩ.
rồi cũng đi thăm đó, dì hai nó với cái gì bà con của nó cũng dì hai dì tô đó đó cũng đi là ăn cặp, rồi dì tư hai vợ chồng dì tư nó, rồi hai vợ chồng dì năm nó là cũng ba bốn cặp với cặp ông ngoại. Từ hồi mà ngoại có anh chị nè là cháu ngoại nè là chỉ là ngoại mới biết một năm nay thôi chứ còn mà cấp trước đó là tại có chồng sao không? Tại là ngoại này ngoại kế rồi mới biết thôi, rồi mới rủ ông ngoại đi thăm cháu, thấy cháu vậy đi thăm Chàng cháu ơi. Vậy là bà ngoại kế thôi. Bà ngoại kế ngoại rồi nghe ngoại vậy nghe. Rồi mới sốc quá đi rồi mới rủ ông ngoại với mấy đứa con là dì hai đó là rồi đi đó, đi rủ nhau 42 Tết đi vô đây. Đi tìm không có gặp. Thưa ngoại, quay trở lại vấn đề á, ngoại cho con hỏi thăm nè. Từ cái lúc mà người mẹ của cháu á có người chồng mới á ngoại, thì cái cuộc sống như thế nào không ngoại? Thấy cũng khó khăn lắm. Nó thì mằng cái lúc có lúc không. Nó cũng mằng nghề cào như cào chấm chép rồi ở trên Phan Thiết á. Rồi cũng đi Phan Thiết làm. Dạ nó cũng Phan Thiết. Rồi về ông ngoại nói chuyện. Về đây rồi giờ hai vợ chồng nó ở bây giờ là không biết nó ở đâu. Điện thì nó nói trên điện cho tôi biết là cái chỗ ở là biết chỗ thôi chứ mà tôi không biết là hiện tại là nó có mần được hay không. Hằng ngày thì nó bán vé số. Hằng ngày là đi bán vé số không ngoại? Bữa nay không có bán, nãy điện này. Nãy điện này không có bán. Dạ, nước này chưa. Nghe ông ngoại nói là người chồng sau này là ghen dữ lắm không ngoại? Ghen. Ghen nó quánh. Có khi nào mà chỉ con gái của ngoại uống nước không? Uống nước ngoại lấy nước cho con uống. Không, dân sáng nó uống rồi. Trời, nó giấu lắm. Nó giấu mấy đứa em nó luôn. Mấy chú này uống đi. Dùng nước. Dùng nước là mấy chú. Ngoại biết là bây giờ bị người chồng dùng tay dùng chân với con gái của ngoại. Thì nó nói là mấy như là mấy chị với mấy dì của con tôi đó, dì vợ tôi á. Là nói là hô là nó quánh bị gần nhà đó. Lúc đó nó nói có mấy lần trước thì bà nói trời quánh kêu là lội dưới sông luôn, nó trốn dưới sông lội lội đi. Trời ơi, nó mà khổ. Người chồng sau này quánh trốn dưới sông lội đi luôn. Mà vậy là thằng này cũng không dữ quá trời. Mày dữ lắm. Tới giờ tôi đâu có cho ấy đâu. Mấy chú này hôm đó nói tôi hậu tôi em họ có ẩm cháu nội tôi ra ngoài ông ngoại là ngoài anh đó, rồi tôi nói ở đây tôi cũng khổ muốn chết rồi đi xe không đo âm lên cái giá hết mấy trăm ngàn rồi sao mà đi cao tốc ra anh nữa, mà mình ở đây thì tôi thì đâu có mặn gì được nên mà bệnh tùm lum, anh coi thuốc mang treo lũm lên lùm xùm kìa. Cho đi đường ngoại xa lắm. Biết đây. Sao mà anh Xui ở đây biết không? Thấy anh Xui đi chạy cá rồi thằng Dĩ ấy rồi nè nó quay lên đó. Thì mấy chú này kêu nào đi giải điện thoại mới hỏi thăm đó. Dạ, vậy đó ngoại. Thì là cái chồng hiện tại là chồng thứ hai á của mẹ Dĩ đó là bị những cái chặn đòn. Rồi chú hỏi cái phía bên mà nói thằng kêu chú ơi. Sao ngoại biết hay quá vậy? Ông nội cho con hỏi gì chứ hồi đó giờ ông nội có nghe tin là con trai của ông nội á có động tay động chân với là mẹ của Dĩ không? Không, hồi đó đặng được cơ tùy cự lộn thì cũng có cự lộn phải không, sống chén úp cũng còn khua phải không, ai mà không cự lộn mà đều cũng cự cãi dây lát này thôi cũng cự giỡn nữa à. Không, nói, không không nói quýnh đập thì không có, nó ngay không có. Có nghĩa là người chồng trước thì rất là hiền, còn người chồng sau thì lại có cái tánh ghen, cho nên là tôi mà vợ chồng quýnh lộn tôi cũng không chịu, chẳng thằng cái gì mà không phải nói trời, mà nó quýnh nó đâu phải quýnh chút bắt mình đâu, mà nó đi như ở chỗ này chứ kia, còn tôi thì đi tôi đi biển không à, thì hôm đó tôi nói bốn mấy chỗ bốn mấy năm rồi đó, không ngoài biển không à, đi dựng một tháng như về ở nhà chừng 5-6 ngày là bắt đầu đi nữa rồi. Nhưng mà bây giờ còn đi không ngoại? Còn chứ nó ngay bên đi lắm mà ở nhà không chịu không nổi. Ngoài giờ là ngoài 60 66 rồi. Mà còn đi biển nữa ha. Còn. Trời đi xe đi biển tôi phải chịu chứ ở nhà chịu không nổi. Nhất quen. Dạ. Con theo như con nghĩ nếu mà con gái mình bị giống như là người gặp phải người chồng vũ phu như vậy á ngoài. Thôi thì dạ. Mình khuyên con gái mình về nhà để khuyên không nghe. Không phải lo đi chứ. Là phiên nó về thì nó không quánh đập đó rồi nó trốn về. Dạ. Chốn về cái là vài bữa là cái nó điện cũng kêu chồng nó lại rước nè. Là có chốn về luôn hả ngoại? Có về rước là không có dám lại. Dạ. À nó điện điện chỗ này chỗ kia đó cái là lại rước cái hai đứa đi về. Đúng mà. Mấy lần nó về đi dẹp giá nè, ở dưới ngoài nhà tôi nè. Hai lần rồi đó. Đâu đâu đâu. Là từ đây chút tới mình đừng có điện nữa.
Như vậy là người chồng vũ phu này giống như là dùng tay dùng chân với cô vợ, rồi cô vợ mới trốn về nhà ông ngoại là cũng mấy lần như vậy luôn. Dạ. Là khi mà về là có kể không ngoại? Hả? Khi mà về không dám kể, nó là ông cự nó quánh con rồi là con đây về trốn đi. Kiểu dám kể chi tiết cho ngoại. Dạ. Kiểu đâu cũng như thôi mà thôi không được á. Dạ. Cho quánh riết bệnh hoạn luôn. Điện kia, điện chứ. Nói chuyện với dì Út coi. Cũng khổ. Nói chuyện với dì Út coi. Đẹp ha. Đẹp trai mà. Dạ, như vậy là tài bữa nay á, ông nội là ông ngoại lại đây gặp ông nội là cũng một cái là ngạc nhiên không? Ừ, ngạc nhiên, bất ngờ chứ đâu có điện đài gì phải điện nè. Trước mình biết á, không có, cũng như là ấy à, bất ngờ đó. Bữa nay ông nội lại có cái điều gì muốn hỏi ngoại. Dạ con ta chúc hả nè, hai vậy? Nội cứ chia sẻ lên. Ông ngoại cho con hỏi. Ông ngoại coi cái video ông ngoại khóc, ông ngoại mới biết là bé. Dạ dạ. Hồi lúc đó là nó ở, mới sanh đây thì có đi là lợn lành. Dạ. Mới biết đường đi đường cầu lòn đó đó. Nào đi là biết đường đó. Dạ. Chứ còn cái bàn ở chỗ này thì còn nhớ dạ. Cái bàn đó tới giờ đó. Bà ngoại không ấy bây giờ bà ngoại điện lại người mẹ cho người mẹ trò chuyện với người con thử xem sao bà ngoại. Nếu mà bà ngoại hỏi trước nha. Nếu mà chỉ ở mình nên thì hả cho hả nói nha. Để tránh cái trường hợp mà người chồng kế bên rồi mất công ghen tuông rồi dùng tay dùng chân nữa. Con ghét mẹ hả? Con ghét mẹ. Con ghét mẹ. Ghét mẹ như con ghét mẹ rồi đứt ruột mẹ. Mẹ mà ghét. Mẹ mà ghét gì? Mẹ con mà ghét gì? Rồi nói chuyện với mày cho vậy nói chuyện với mày nè. Nói chuyện đi con. Nói chuyện với mẹ đi. Đây đây nói chuyện với mẹ con đi. Mẹ mà ghét. Mẹ con kìa con. Ở đây đây nói chuyện đi. Nói chuyện với mẹ con. Đây. Đây đây. Thôi mày ghét gì mẹ. Mẹ Bình nè, mẹ Bình. Đây đây. Con ghét mà. Thôi. Con ghét gì mẹ mà bậy không bị đòn. Con nội quấn đòn. Nè nè. Miệng mồm đâu nữa nữa nói. Thưa quý vị khán giả. Con ghét. Khùng quá bị đòn. Dễ kìa, mẹ kìa. Đó đó mẹ con kêu kìa. Dạ đi con. Dạ đi con. Đây đây. Mẹ không có chồng rồi con ghét. Nghe không? Trời, nít nó muốn nói gì nói cho ai dạy. Nít mà ai mà dạy đó nó muốn nói gì nó nói. Kìa dĩ kìa. Thì trong lòng nó ức dạ. Ghét mẹ. Dạ. Dạ. Lâu quá là không có gì đâu mà. Bây giờ như nói chuyện đâu mà. Nè. Con không nói chuyện đâu mà. Sao vậy? Sao vậy kìa? Như mất một con, hai con đi, cô mẹ cũng phải đi tìm, tới đâu cũng phải đi tìm hết trơn á. Mà thôi dạ. Tại cái duyên chết thì thôi đó. Tại duyên số mà nói thì nó không tìm. Công nhận nó thiệt chứ. Bà chồng mày chứ ai? Bà nói con cá trong gì vậy thăm lo ông rồi. Bà nội vào trong này ngồi chút bà nội. Ngồi chút bà nội. Ngồi chút ở đây, ngồi trong này nè chị ơi, chị ơi. Ngồi nó nói chuyện hả chị? Vô đi ngồi nữa. Ngồi đây nè. Giờ là chị cũng đã cũng bị đã bị nói rồi. Không có sao đâu chị ơi, nếu mà chị về thì quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân á cũng rất là quý và thương chị á. Cho nên chị cứ sắp xếp tranh thủ về thăm cháu nha. Mấy con cũng sắp xếp về thăm con của con đi. Ở mà mấy người anh mấy anh rất nè quay nè. Vậy có. Cơ kìa. Cơ con. Thiên con ấy ấy thăm thăm con. Dạ chắc cũng không cảm cho chị. Nó nói gì vậy chú? Nó nói gì vậy? Nói vậy nghe rõ. Cơ kìa. Tại hoàn cảnh. Có. Nó không có tiền không cho con. Con nói chuyện với mẹ con đi con. Nói chuyện với mẹ. Đi đi. Nói đi rồi ông ngoại cho tiền. Nói thì nói đi. Nói đi. Ông ngoại cho tiền con nè. Nói đi. Nói chuyện với mẹ đi. Nói mẹ. Ông ngoại có tiền cho. Đó, nói chuyện đi. Ờ cho mẹ. Phải không? Không. Không. Hả? Hỏi mẹ phải không? Không.
Con hỏi mẹ khỏe không? Mẹ không cơ. Mẹ không cơ. Dạ. Một tiếng. 7 năm trời mới nghe được cú điện thoại của từ mẹ. Đã ngủ. Ừ. Đã ngủ. Dạ. Mẹ bình phải không? Dạ. Mẹ bình phải không? Còn lại mẹ nó không uống gì chứ, muốn gì giờ ra bây giờ không được. 7 năm. Đâu, anh Xui nói là chồng nó ghen. Mà chồng nó ghen không cho gì. Mà hồi đó cha nó tỉ như bắt 1 năm 2 năm đi, bây giờ nó về cha nó cũng thấy là cha nó cũng còn đợi nữa nữa. Không cần mẹ nữa đâu. Dạ nó tới giờ cũng đâu có vợ. Nghe con mày nói máy giờ nó dùm cho nó cái máy nào nó lập bỏ hết cái máy đó chồng á. Con không cần mẹ nữa. Con không mẹ hả? Thôi bị đòn con giết đập đá cái con không xài cũng được không được luôn. Này hai người xài máy một luôn. Nhưng mà con có mẹ khác rồi. Con nhưng mà con có mẹ khác rồi. Nó nói vậy cho mẹ khác đâu? Mẹ khác đâu? Đâu mẹ con khác? Mẹ đâu? Mẹ khác con đâu rồi? Bữa nay biết nói có mẹ khác luôn. Tại nói vậy là tôi nói lại gan mà. Tôi nói vậy cái đứa cháu này bên đây nè, nó đi bán, nó bán kem á. Nó bán kem mình thấy ngày này là anh nó là trong ngày tôi đẩy nó đi đó. Đẩy nó đi chơi rồi nó cho ăn kem. Cho ăn kem rồi này kia rồi nó kêu về gì. Bị cái người bán kem rồi thấy nó cái bạn. Ở nhà rồi. Tại sao con nói với mẹ con như vậy vậy? Nhưng mà ở nhà con đâu có mẹ nào đâu. Tại sao con nói như vậy với mẹ hả? Nhưng mà con có mẹ rồi. Có ở đâu? Mẹ Bình không? Không. Không hả con? Nhớ mẹ Bình không? Cũng như lâu quá rồi không có tới luôn. Giờ chắc có không biết, không gành luôn á. Không thấy mặt, không biết mặt. Mới đầu đem về nó một năm sau nó thấy ai nó cũng gịch đầu hết trơn á. Cái tưởng mẹ đó. Bà nội khóc cho. Cứ thiệt cái tôi, cứ thiệt tôi. Không biết tưởng tượng nào mà nói. Cháu nữa chứ. Mà con còn chờ đợi nó không biết nhiêu lần chứ. Mà nói không cái gì à. Cứ thiệt gặp con gà con vịt gì nói thẳng đi. Rồi dẫn đi. Bây giờ nó mất một con, hai con nó cũng phải đi kiếm. Này nó không có hờ hớn gì hết trơn. Nội ơi. Đợi chưa nội? Ngoại không ngoại? Con cần bắp dài cho. Bắp dài? Con bắp dài cho. Nói con tôi mà nghĩ rồi cái cẳng làm vợ thương á. Điện nó không bắt máy, không có gì hết trơn á. Chỉ là anh Thuận cũng gãy giò. Nó bây giờ nó hỏi con tôi một tiếng, hai tiếng. Anh nghe nói Thuận gãy giò. Nghe. Là không có điện về hỏi thăm con của không hỏi thăm con, không tôi hỏi về, không đâu có về. Hồi hòn cũng năm nay cũng 7 6 năm rồi à. Cũng năm sau năm được cách hòn là cũng tôi ở giá với ở Phan Thiết mà. Nền nhà ngoài tôi giờ cũng bỏ nền nhà ngoài mà còn có nền. Mới về làm đất làm giấy rồi. Hỏi là bé Dĩ này là từ lúc mà nhỏ tới bây giờ là bé Dĩ này có nói chuyện với mẹ nó lần nào chưa nội, hay là chỉ có lần này duy nhất thôi nội? Lần này chứ đâu có lần nào đâu. Đức ruột của quý vị không vậy? Mà đâu có ai dạy biểu nó đâu. Trần nít nó nói sao nó nói. Nói vậy. Nó muốn nói hồi nói mới mà ai dạy nó đâu. Bây giờ mình thấy cái câu nói này nãy không? Nó nói là con không muốn nói với chuyện với mẹ. Có ai dạy đâu, không ai dạy chị biểu. Nói chuyện với mẹ đâu. Dạ. Chứ có ai dạy. Ở đây nó nằm giọng với ông nội nó ngủ nè. Nó nói ông nội ra, ông tìm ra ông chết ông nội. Có ai dạy đâu. Vậy nó nói gì đó. Sợ ông nội mất. Sao mới chạy mẹ. Bị tôi nhậu mấy lần là tôi tụt huyết áp, tôi nằm bệnh viện á. Là tôi nghỉ nhậu 8-9 tháng rồi. Rồi nó sợ nhậu rồi bệnh nữa gì đó, nó ông nhậu nội đừng nhậu luôn. Tưởng gũ ông nội nó nhậu nó nói thôi đừng á ông nội đừng có nhậu nghe ông nội hứa con rồi ông nội đừng có nhậu nghe. Nhưng mà hình như con ý là cháu Dĩ cũng không có giận ông ngoại nghe. Con có giận ông ngoại không? Có giận ông ngoại không? Đó là ông ngoại con đó. Nó ôm cái để con bóp vai cho. Biết ông ngoại thương mình. Ủa, hồi đó anh Xu anh vô đây. Ngửi tay quá. Ngửi tay. Vậy con cho mấy chú hỏi thăm nè. Mấy chú hỏi thăm con hả? Thương ông ngoại không? Thương ngoại không? Thương con. Ngoại đó, ngoại nói đi. Thương ngoại không? Thương bà ngoại không? Thương không?
thương. Rồi con thương mẹ con không? Con thương mẹ không? Dạ. Thương mẹ không? Thương mẹ bệnh không? Thương mẹ bệnh không? Không. Trời ơi, trời ơi, nó gặp nhỏ cháu tôi kìa, cháu cũng dài, cũng y gan mẹ, nó gặp cái đứa mắt đầu nhỏ kìa. Nó tưởng đâu mẹ, nó tưởng đâu mẹ nó. Nó tưởng đâu mẹ, sao mẹ bỏ đi nữa hả cơ ngoại? Ờ. Mẹ nhỏ đâu phải mẹ, với đâu cháu của tôi. Mẹ nó tưởng mẹ nó gịch đầu, nó lại nó sâu động, chỗ nó kéo đi. Nhỏ kìa nó khóc bước vậy á. Uống nước anh xuống chị xuống. Thì bữa nay á, ông ngoại cũng nghe những cái lời tâm sự giải bày của bà nội của cháu Vĩ đó. Dạ. Không biết rằng ông ngoại có ý kiến gì không? Dạ, hồi giờ con cũng biết ý kiến gì, dạ, chú nói thì câu nào thì chỉ trao đổi hai bên thì biết là con mình như gì nó đã nói vậy rồi. Là rồi con biết hai ý hai bên thì nó cũng vậy là hay là anh xui nói gì với chị xui nói gì cũng thì con nó biết rồi. Vậy đã sao vậy? Giờ nó là xu gia mình cũng vẫn xu gia. Dạ. Ông ngoại có lời gì muốn giống như là tâm sự cũng như là trò chuyện để mà gỡ gói với bà nội không? À gửi cho ngoại hả? Dạ, ý là gỡ gói cho cái câu chuyện này á. Muốn như là bình nó nghĩ nó ấy rồi. Con gái của ngoại á, nói chung là nói làm sai. Bây giờ nó sai thì nó con mình sai thì chịu sai, biết làm sao bây giờ. Thì xui gia với nhau thì cũng còn là xui gia với nhau thôi. Chứ cũng cháu mình, cháu nội, cháu ngoại cũng cháu của mình thôi, dạ. Chứ đâu ai đâu. Để cho hai đứa nhỏ bây giờ nè, cái số vậy sao cho nó không hạnh phúc nơi trăm tuổi già. Bây giờ lỡ giỏ nhìn nè, cũng nếu thôi cho sao giờ. Nếu còn sống cũng còn tới lui. Nếu mà chết rồi thôi, biết làm sao bây giờ. Thì cháu bây giờ nó vậy, bỏ đâu có đành đâu. Đó. Muốn một hai là phải tìm cái số điện thoại của em đó. Đặng liên lạc, đặng tìm tới nhà, đặng thăm cháu Vĩ. Dạ. Thấy cháu Vĩ thích ruột lắm. Nếu mà mấy anh em của con không phát hiện ra trường hợp của cháu Vĩ. Dạ. Chắc không biết, cũng đâu biết đâu. Chắc ông ngoại cũng không biết đường vô. Dùng nước mấy chút. Lâu quá rồi. Hồi Tết có vô mà không biết đường vô. Tới chỗ đó rồi đó, tới chỗ đó đó mà xuống dốc cầu mà không có xuống. Mà chạy đi bên đường bên kia. Dạ. Đó. Có lại thăm. Thì đó tôi có dốc cầu đó đó chạy thẳng qua đi đi đường cái luôn à. Bị anh lâu quá anh quên chứ phải anh nhớ anh nói thứ 200 á, ấp 200 là vô đây hỏi tên tôi ai cũng biết hết trơn. Gửi quay phim lại cho con, rồi gửi lại cho con. Có rồi xin số điện thoại đi rồi chờ con liên lạc với thằng Thuận. Thưa ngoại, vừa rồi thì con được ngoại cho biết á là con gái của mình hiện cũng đang rất là khổ cực và khó khăn. Dạ. Coi như là ông ngoại khuyên cũng không nghe luôn. Không có nghe đâu. Dạ. Nhưng mà mình có cách nào mà giúp cho chị được không? Giờ em nó giúp cho nó chứ bây giờ cũng vậy. Rồi cũng ra rồi không, thì thằng chồng nó không chịu đi làm. Đó, chứ chừng mà gần đói đó, ra là đói khát quá thì cũng qua xin em gửi về cái lần 2-3 triệu, 3-4 triệu gửi rồi không đi làm. Thì chừng cái hết cái bắt đầu đi làm. Nói vậy đó. Rồi nó ăn nhậu. Nó nhậu không chui? Nhậu. Trời ơi mấy thằng nhậu mà vậy thôi mà mụn gì không phải mình nói đụng chạm người ta chứ nhậu nhẹt này mà sai xưa mà. Có mấy chú luôn. Bây giờ nó tỉ như nó đó gì nói là nghĩ lại con tôi cũng tha thứ nữa đằng này cũng bây giờ con tôi không chịu bây giờ đằng này cũng nói tha thứ nữa bây giờ nó quá đáng rồi nó thiệt chứ xui wow. Ơi giờ nó cũng khổ quá xui ơi chứ thiệt. Không phải là nó muốn con tôi tới giờ cũng chứ gì mà chồng nó không cho gì nữa mà rồi, anh xui nói rằng chồng nó ghen không cho gì không cho gì sao nó đúng mà gì điện thoại nó mà không có sai được cái nào hết trơn bây giờ về đây đi về đây bây giờ nữa con tôi giờ đi ghe bây giờ lâu lâu nó về rằng bây giờ đàn này nó tỉ như thằng kia đó nó không tha thứ nhỏ này đàn này nó nói biết rồi con tôi cũng phải chịu à chỉ có nó có con rồi dạ bạn cái số đó tôi nói với mấy chú gì phải không đúng rồi như chị xui nói vậy cũng đúng đi vậy chị xui thương con thì phải rồi. Mà bây giờ nó đành độn, nó bỏ con, nó mấy trăm trời luôn. Dạ thưa nội, thì ý của nội là như giờ chị quay lại, nội cũng giờ chấp nhận dạ, chị dạ. Luôn hay sao nội? Bây giờ nó quay lại, nó tỉ chồng nó không chịu, bây giờ nó ở đây, nó chịu lì, nó ở đây đi. Ừ,
Rồi ghé chồng nó cũng mấy triệu mà. Ở lại đây nuôi con nuôi cái thì chồng nó thấy được á thì mới dám ở. Ý cô nội là chấp nhận. Ừ, chứ hồi đó đâu ai đuổi xô nó gì. Tại đó hai vợ chồng nó cự lộn mà thôi chứ có ai mà gầy la đuổi xô gì. Có nghĩa là bà nội nhìn cháu mình cái cảnh thiếu vắng người mẹ, bà nội cầm lòng không nổi. Dạ, cho nên là bà nội bỏ qua hết tất cả, chỉ mong là cháu mình có lại người mẹ thôi. Chàng ơi. Bây giờ đến cộng đồng mạng tôi không bây giờ tôi nói xấu cho dâu tôi cái gì hết. Nó cự lộn ở Vũng Tàu và thôi chứ phải ở đây thì mình thấy ở đây tôi nghe khuyên giảng la gầy đồ này kia được mình ở ngoài. Mà nó đi quýnh bài quýnh bạc nó gọi văn hết trơn. Chứ mình ở đây phải mình gầy la đầu phiên giảng được ở ngoài Vũng Tàu. Tôi không bao giờ tôi cái gì tôi nói giấu dâu tôi là nói xấu rồi mơi mốt lên cộng đồng mạng rồi nó tỉ như nó có gì ở đây rồi. Thì có sao nói vậy, vậy chứ không có đừng có nói thêm vậy. Bớt chị ơi chị dạ đi con cậu kêu con cậu kêu con kêu con, kêu con cho cậu hỏi thăm nè. Bây giờ nó cũng gặp ai đó, đâu có biết mẹ nó đâu, bây giờ đâu, nó gặp đâu, ai, gặp mấy đứa. Đi cũng 5 tháng mà. Nó cũng kêu mình gì nữa, nó kêu mình gì chứ không có kêu mình mẹ nha. Kìa cậu hỏi con cái gì, cái năm trai rồi hả? Có đứa trai. Thần thứ mấy à? Thần thần thứ 5. Rồi anh Xu có số điện thoại của con Thần không? Có mà nó đi ở ngoài biển ngoài khơi đâu có điện được. Anh Xu cho đi rồi chừng nào điện cũng được. Bây giờ cái sim tôi không có xài điện thoại, tôi con không có nhớ. Bây giờ có tôi chơi số đăng ký nó phá à, chị đi chị về đi đi điện thoại của tôi với ông ngoại của ông vậy. Rồi có gì anh Xui kêu ông Thận điện liên lạc với tôi ha. Rồi vậy để chút tôi gửi cây viết với miếng giấy. Dạ. Rồi nó có đi biển vô thì nó điện. Nó điện đi rồi như dịp anh này anh có vô đó rồi cha con gặp với nhau không có gì tới đó điện anh Xui nó có vô rồi điện tham gia chứ không phải ngày bữa đâu anh Xui chị Xui ơi nó như là xe đâu vợ tôi chạy không á nó như anh em nó tới tháng đi đâu chứ đi đâu bả đưa đi à chứ tôi đi tao tôi đi xe ôm chứ đâu biết chạy xe thì mắc rồi anh này mới gặp em mới 3 năm nay thôi chị nhà nó quê chị đâu ở đường mặt cũ mình nè. Ờ cái giá này dạ dạ nó là coi Facebook đó là mới thấy rồi mới hỏi điện mấy đứa em này nè rồi mới cho cái số liên lạc điện thoại đó cái chừng nào con có đi thì con điện cho cô. Nói bữa nay cái thôi Xui cũng đừng có buồn buồn thì cũng có buồn giận thì cũng có giận đó. Thôi bây giờ tình Xui gia mình thôi bây giờ tụi em lại đây cũng thôi cái gì thì hỷ xả hết trơn đi chị ơi. Thì ở đây cũng tới lui. Không bao mà ngoại thế tới luôn. À vậy. Thì chị nó thì kệ nó đi. Còn ở đây là chị biết nha. Tôi mua em. Tôi mua tràm hết, tôi đóng hai cây đựng cho nó cặp hai bên nách hay làm cũng như cái gà quen đựng cho cặp hai nách đựng cho nó lần đi tập đi. Không được mà nó thôi cái thằng này không được. Là tôi bỏ đi chứ khác rồi tôi cho nó điện đài nó đi kiếm. Mà tại nó làm sao á? Có vợ con thì phải lo vợ đồ thứ mạng nhậu lình xình mà mấy thằng đó mà có tiền bạc nhậu rồi sai rồi mặn gì được mà có tiền. Nói chung thì ông ngoại ở đây cũng không muốn mà bên nội thì cũng không muốn. Mình nói ra đụng chạm qua đũa cả nắm. Chứ mà gặp chồng mà ăn nhậu đình xình là không khi nào mà nó dư hết trơn chứ đừng nói tới khá. Giờ cho sao chưa coi mình tức đó là lúc mà coi mà bị nhốt tôi ở bên xin ba. Nó hỏi bà người ba thấy mà con có chị bệnh hàng vậy á. Bà có lên coi cho ở đâu mét bên Facebook á. Lên bữa cái tới sáng cỡ 1 giờ đêm đó là tôi cỡ 8 9 giờ bị sáng nó bủa ốc nữa rồi. Có tôi bắt lên tôi coi. Mở wifi lên tôi coi cái đầu thấy ngồi khóc luôn. Mà sao nó biết gì? Con nhỏ Út nó đâu biết hả? Giờ nào giờ nó đâu có vô đây đâu có biết gì? Con Út anh á. Ừ, mà sao nó biết nó là chứ nó không biết tôi nữa, nào giờ đâu có vô đây biết tôi. Không chắc biết thôi chứ không có vô tới đây nhưng mà làm Xui được qua biết chứ ông nội. Không, hồi nào giờ có mặt anh Xui không có vô đây. Mà tôi còn không biết đứa cháu mà con Út của anh Xui nữa không biết nữa. Không có vô.
phải có vô một hai lần mình biết mặt mà không biết. Nó coi là binh là nó coi giờ nó dòm trong chữ ra vậy đó, để có chờ để chữ vậy đó. Nên mới biết đó chứ. Ừ. Ừ. Bữa tôi coi thì thấy anh Chui ngồi cặp chứ miếng vết buồn nè. Dạ. Ngồi chỗ vết buồn nè. Là không. Chết muộn dạ. Rồi. Lúc đó là tôi về về Phan Thiết rồi. Dạ. Về Phan Thiết cũng mấy năm. Đi ngoài đi biển hoài ha. Dạ. Chứ đâu phải ở nhà đâu. Nói chung thì đàn ông mà nó không có qua gì phụ nữ, phụ nữ nó mới tính toán này kia hơn mà nhưng mà như vậy chị sư chị anh bà chị bảy còn 7 năm mà chị bảy còn chứ bộ. Còn lúc vừa hả? Dạ. Giờ bà Xui mất rồi. Bà Xui đó con vô đây nữa à? 6 năm rồi đó. Bà Xui đó con vô đây một lần nữa. Hồi đó đúng rồi. Vô đây năm bà bệnh bà còn ngồi giống. Đợt mà ở ngoài bà bệnh bà vô đây đi chị bệnh gạch giá này anh Xui còn có lại đây nha. Chị Xui hồi đó có lại đây một lần. Người tôi chưa có lại. Chị mất lúc giờ tôi lại thì tôi chưa lại. Chưa. Sao tôi ở bà sau đó. Là có bà sau là bà đi đó nha. À. Người bà lại đó. Rồi đã tới đó. Yeah. Mới biết vậy là mới cái mấy tháng đó. Dạ. Dạ. Dạ anh vậy là ở ngoại cũng đã có lại đây rồi. Dạ yeah, có rồi. Rồi phía mình gì á thì cũng có biết điều hết cho hết cho không ngoại. Biết hết. Bởi vì nó lên trùng mạng mà chắc nó cũng chưa cũng là chưa thấy hiện tại. Vì mà ông ngoại lại đây là thời điểm đó là bé Dĩ mới có hai ba tháng hay gì à? Hai tháng hay gì à? Hả anh Xui? Dạ. Có hai tháng mấy vậy đó. Nếu như mà ông ngoại không nhìn thấy ông nội thì ông ngoại cũng không biết cái gì luôn. Dạ thì chắc không biết đâu. Thì giờ thấy anh Xui bữa anh Xui ngồi đây thì bé Dĩ thì nó ngồi nó leo lên miếng dán này nè, dưới leo lên giặt này nè. Dạ. Mới biết đó là gì là biết cháu ngoại thôi. Mà dòm như ở này thì chứ con nó thì. Nói chung thì nè, bà nội hỏi nè. Kìa bà nội. Mày hôm mày ghét mẹ Bình rồi cái gì bán kem đó mày thương không? Ừ gì bán kem thì con thương không? Không luôn. Bị bán kem rồi nó thấy thằng này tà quyền bữa nào chạy ngang cũng cho ba cây nó cây hai thằng anh nó trong ngày tôi hai cây cho thấy tội nghiệp cho kem ăn ha. Ờ bữa nào cũng vậy. Ngày nào đi ngang đây là nó bắn à. Nó gặp ai nó cũng phe nó nói gì nó tốt bụng lắm đó. Đàn tốt bụng không? Coi con thương cái cô bán kem không? Mình ở trong con nít mà ai cho cái gì cái nó định. Như cho ăn bánh trái gì cái nó cũng định cho nít. Dạ thì bữa nay ông nội nè, thì lâu lâu mới có dịp là ông ngoại ngồi trò chuyện với nội. Thì có cái điều gì á, ông nội muốn hỏi ông ngoại á về cái mặt mà cháu nội hay là con dâu gì đó thì ông nội chia sẻ ha. Để chút xíu nữa còn ngoại về là không có được hỏi đâu. Thì tôi với ảnh này xui gia thì bây giờ như con gái ảnh là với thằng con trai tôi mà hai đứa đó thương nhau tạo ra được đứa cháu mà bây giờ nó hết duyên nợ nó thôi thì xui gia cũng vẫn xui gia chứ giờ biết sao giờ. Thôi ngoại đi gì con. Thì ý ông nội là xui gia cũng bình thường. Rồi xui gia cũng vẫn xui gia. Không, bây giờ tuổi trẻ hai đứa nhỏ bây giờ nó duyên nợ nó tới đó nó không được trăm năm hạnh phúc cũng thôi chứ biết sao vậy. Thì ông ngoại có gì muốn nói với ông nội không ông ngoại? Không có gì nói. Ngoại là người không nói rồi đó. Thì ngoại là cái người con thì con nó làm sao rồi không biết. Thì bây giờ xui gia thì còn ấy thì cũng còn tới lui với nhau vậy đó. Chứ không có mắc tình xui gia. Thì con cháu mình đây thì tôi biết gành đường thì ấy là vô à tới chuyến đi biển là vô là ghé thăm đó. Chứ thì biết rồi là gần rồi. Ở đây theo con mấy anh em con quay á là không phải là tội ba của bé Dĩ mà không phải là tội của mẹ bé Dĩ mà tội cho cháu. Đúng rồi. Thì đó. Thì đó đây thì tội cho cháu thôi. Chứ thí dụ mà nếu mà không ấy đâu có ấy thấy tội cho thấy đứt ruột. Đi thứ chín rồi dạ. Đi xuống dưới hoài à thứ chín rồi thứ chín rồi dưới hả dạ đi ngang đi ngoài thứ chín là anh đi ngoài đi phòng lương thực ý quanh bên bệnh viện đó An Biên đó chạy xuống chứ dạ. Anh chạy lộ ngoài này lộ mới lộ bành kia ngoài cũng xuống thứ chín gần hơn được ông nội ơi dạ. Ông nội như vậy đó rồi ông nội có buồn phiền gì bên ngoài không sẵn đây nè nội chia sẻ lên đi. Thì tôi nói hồi nãy vừa qua rồi đó thì bây giờ nó kiểu như nãy thì con gái con ảnh
với thằng con trai tôi mà tới đó thì bây giờ nó hai đứa nó hết thương nhau, hết duyên nợ, bây giờ thôi xui gia vẫn xui gia chứ buồn phiền gì. Bây giờ một ngày cũng xui gia nhưng mà nhiều năm cũng xui gia vậy chứ cũng không có buồn phiền gì. Tại cái số nó vậy rồi bây giờ chết phiền xui gia chết phiền gì, tại mấy đứa nhỏ chứ ai xuống đốc gì đâu phải không. Thấy đi, thấy đức từ gần một chứ không phải phải. Dạ, là lúc đó là sau khi mà nghe cái tiếng đó là bà ngoại cũng rơi nước mắt nha. Sao không chứ? Dạ. Còn ông ngoại thì sao? Ông ngoại lúc đó con thấy ông ngoại cũng đôi mắt cũng đỏ quét luôn. Dạ, ông ngoại cà giống như là không nói nên lời luôn nha ông ngoại nha. Nói gì chứ? Dạ. Ôi, con da nó đâu có biết, mình đâu có dạy dỗ gì đâu. Nó tự nhiên nó nói cái câu nói gì. Chứ đâu ai bắt buộc nó nói đâu. Dạ, nhưng mà sau khi mình nghe là mình nhẹ nhàng liền theo ngoại nha. Ừ. Thưa ông ngoại cho con hỏi thăm là ông ngoại nghĩ như thế nào về cái cuộc sống cơ cực của cháu sống trong cái cảnh nghèo khó cùng với ông nội của mình á, giống như là gồng gánh mà vượt qua được 7 năm trời ông ngoại. Ông ngoại nghĩ như thế nào? Cũng biết nói gì hơn vậy. Cháu ngoại thì nó, cháu nội nó đã vậy rồi, rồi ông cũng gán nuôi, bây giờ ông cũng phải gán là để chăm sóc nó thôi chứ còn chứ còn thấy thì ông cũng khổ cực vậy là ông cũng gắng chăm sóc chứ sao giờ. Bỏ tới tội bỏ đi cũng rồi nó tao nguyện vậy tôi chạy tôi làm giấy tờ ở xã tôi ẩm đi gọi ẩm ra bên xã mấy đợt cổng ra huyện mấy đợt không được, bác sĩ ở huyện không được tôi ẩm nó lên tỉnh mà ẩm riết mà muốn xệ cái tay rồi riết mẫu tay cái bắt đầu cổng mà nó làm không được. Có nghĩa là ông nội cu mang cháu nó là trên 7 năm rồi. Dạ. Cái tình cảm chắc hai ông cháu rất là đặc biệt. Nhưng mà ngặt cái nó khó khăn quá. Là mấy chú bây giờ tôi đi đâu chút xíu nó không cho đi. Là đó sợ nó cầm cái chai gì là cái chai sạch. Cái nó quơ chúng nó ngồi nó bể đầu á. Bởi mà cái đầu tôi vào còn thèm mớp vô. Đúng không? Bóng bóng. Chừng tháng nào cái đầu tôi còn mớp vô. Mà nó chạy chứ nó không dám ở đó, nó sợ ông nội nó quánh. Cái chai cũng ha, cái chai hai phần cầm tay mà cái chai đó ở trong nó cái lỗ nhỏ xíu mà cũng như ý là cái chai đó nó đặc thù gì đi nha. Mà cột vô cái thước mày cũng như làm cái cần câu mình câu cái đó. Tôi ngồi trên võng thì nó ngồi đây. Thì nó đừng dòm nó ngồi câu với mấy sông mà sông dướng cỏ gác gì đó cái là nó giật mạnh lên nha, bị nó dướng cái chai dướng nó giật mạnh lên mà tôi giật xong tôi ngồi giống rồi cái chai cái bóp lên đầu tôi nghe cái bóp là cái nó bắt đầu tôi gọi cái đầu tôi nghe là tôi dòm nó đụng máu sống xả đó nó sợ nha, mà tôi thấy con cháu nó lỡ chứ phải khi không nó lấy nó đập mình xong mà nó sợ nó bò chỗ khác mà nó sợ dữ lắm. Cái giọng đó mà nó bò tới mày nè mà nó nói xin lỗi ông nội, xin lỗi ông nội, nó sợ dữ lắm. Nó sợ ông nội nó quánh á, cái tôi đâu có tôi ngồi đó tôi cũng đi bây giờ dĩ ơi đừng bấm dĩ mấy chú nè. Con cho chú hỏi thăm nè. Thì kia kia chú hỏi kìa. Tôi trốn rồi, tôi trốn à. Lại lại ngồi cỡ rồi. Ngồi ngồi ngoài đi. Đi ngồi đi. Ngồi với ngoài nè. Đi ra ra đi hỏi chú cho tiền mua bánh nè. Ừ cho tiền rồi chú cho tiền kìa. Cho tiền, cho tiền. Chú có tiền kìa. Chú có tiền kìa. Cái thằng cháu ngoại từng nó ngủ nó là mồm mền nó lên sùng ở đây. Ấy đừng lê lắc ngoại cho tiền. Không gì đâu. Không gì lạc. Không gì giữa. Không gì đâu. Cậu đi. Dĩ cho chú hỏi thăm nè, hồi nãy giờ con cũng nghe mẹ kể, ông ngoại kể về mẹ con đó là có chồng mới á, rồi bị người chồng mới á, là dùng tay dùng chân nè, rồi chú còn nhận nước nữa. À, con cảm thấy thương mẹ không? Thương. Thương nha. Thương thương mẹ gì á? Có tha lỗi cho mẹ con không? Có không? Có tha lỗi cho mẹ không? Muốn ăn nói gì vậy? Nói hả? Cái gì con? Sao vậy? Nè, Dĩ ơi, rồi con thương mẹ nhưng mà con có tha lỗi cho mẹ không Dĩ? Có tha không? Có tha mẹ không? Có tha lỗi cho mẹ không? Dạ. Có không? Nước không? Quậy nước không kìa. Thương nhưng mà không tha lỗi cho mẹ. Ừ, rồi con nghe mẹ nói mẹ bị như vậy là con thương mẹ lắm hả? Thương không con? Thương không? Thương mẹ cái gì á? Không. Kêu mẹ gì á? Kêu mẹ gì á? Kêu mẹ về với con nha. Bây giờ là chú kêu mẹ về với con chịu không? Ngồi xích đây nè, nói kìa, nói chuyện với cậu kìa. Dĩ. Chú nói kìa, nghe kìa. Bây giờ chú kêu mẹ về với con chịu không? Mừng không? Mừng không? Con mừng không? Mừng không?
mẹ về mẹ nuôi con nha, con mừng cũng không? Như lâu quá không có biết, à. Không mến, bị không tới luôn rồi nè. Chịu không con? Chịu không con? Không mình nghe bây giờ nè, ông ngoại bà ngoại đi lại đây thăm mẹ là chừng ra rồi chứ sao là mới được thấy đó. Cho con thử không? Có điện thoại cũng không thèm luôn. Nó sáng là chiều nó câu điện thoại nó cũng ghiền. Như mẹ cho con điện thoại con chịu không? Sao vậy? Hả? Sao nó ngoại nghe? Rồi, nó cũng bình thường chứ. Đâu có teo đâu gì đâu. Thấy nó vậy đó, nó không biết chữ, yếu. Nó không có học hành đó mà điện thoại nó sơ qua cái là nó điện bắt hai nó, điện ai cũng được hết trơn mấy bác nữa cô, à, nó đòi điện hết trơn. Nó điện cũng được hết trơn, nó coi một lần sơ qua là nó điện được hết trơn. Ừ. Tôi cũng mới làm giấy tờ cho nó tới tụ trường này cho nó đi học. 2, 3, 4, 5, 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 2, 7. 8. 8 gì? 8 triệu. 9. 450.000 nữa. Rồi. À hết. Rồi, rồi, rồi. Mời con cảm ơn rồi. Cảm ơn chú. Cảm ơn mấy chú. Chuyện đâu quá. Thôi xin có ý kiến anh em cô bác bên Mạnh Thường Vân cũng giúp đỡ cho ông cháu tôi số tiền á, tôi cũng rất mang ơn nhiều. Dạ. Nói có bà nội có lời gì muốn gửi đến quý Mạnh Thường Vân không bà nội? Nói gửi cho cháu tôi thì tôi cảm ơn vậy đó mấy chú, ừ. mấy chú, mấy chị, mấy em. Được số tiền thì cũng mừng nè. Số tiền là lo cho cháu. Dạ. Dạ. Ông ngoại với bà ngoại trong ngày hôm nay có lời gì muốn nhắn gửi đến với Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả trong ngày hôm nay. Xin cho bà ngoại thấy anh Quân cũng giúp đỡ cho cháu vậy đó thì cũng cảm ơn Mạnh Quân, cảm ơn ông bà anh chị em trong Mạnh Quân giúp đỡ thì cảm ơn mấy em tại lại trao cho cháu vậy rất là cảm ơn. Ấy chưa? Dạ thưa quý vị khán giả, thưa quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Thì vừa rồi Ngôn cũng đã gửi duyên của quý Mạnh Thường Quân đến cho gia đình. Một lần nữa Ngôn cũng xin thay mặt gia đình chân thành gửi lời cảm ơn đến quý cô chú chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là nhiều. Dạ thôi thì đến đây mấy anh em của Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước có thật là nhiều sức khỏe, đừng có nói để Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp. Dạ 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 rồi. Ngồi đó nữa. Bữa nay gặp đầu nó mới